Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Phong thủy Tâm Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Tâm Nguyên. Sau rất nhiều những câu hỏi thắc mắc cũng như là những mong cầu của các anh chị về mong muốn được hướng dẫn cũng như rằng là giải đáp những thắc mắc về việc kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà như thế nào, cách xác định những phương vị tốt, những phương vị xấu, cách xác định những hướng có vận khí tốt, hướng có vận khí xấu để từ đó đưa ra những phương án về kích hoạt hay hóa giải. Qua những câu hỏi như vậy thì ngày hôm nay Phong thủy Tâm Nguyên xin phép sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn các anh chị cách kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà trong năm 2019 như thế nào. Như các anh chị đã biết, đất thì có vận của đất và trời thì có vận của trời. Mỗi năm vận khí đất trời thay đổi, con người nhỏ bé chúng ta sống trong vũ trụ này dựa vào thiên khí, địa khí mà kiến tạo nên một không gian sống, môi trường sống, cảnh quan hay cách cục để đảm bảo sự hài hòa giữa thiên, địa, nhân khí, cân bằng yếu tố âm dương ngũ hành, từ đó sinh ra hòa hợp, tạo lên tài lộc, sức khỏe và gia đạo bình an. Việc nắm bắt thiên khí, đến hướng hay cách bài trí sắp xếp và sử dụng pháp khí phong thủy để kích hoạt những phương vị tốt lành hay hóa giải những phương vị xung sát là việc vô cùng cần thiết. Theo hành không vi tinh, chúng ta đang ở hạng nguyên của vận 8. Và năm 2019 Kỷ Hợi thì tinh bàn huyền không có kết cục trùng với tinh bàn của đại vận. Tức chúng ta sẽ thấy sao số 8 nhập trung cung. Từ đó phi tinh ra chúng ta sẽ thấy các sao khác nằm ở nhiều vị trí khác nhau, mang lại yếu tố đất cục hay hung tinh. Dựa trên lòng bàn tay và theo đường lượng thiên xích chúng ta có thể suy ra điều này. Sao số 8 nhập trung cung, từ đó chúng ta thấy cửu tử đến tây bắc, nhất bạch quan tinh đến phương tây, nhị hắc bệnh phù đến đông bắc, tam bích thị phi đến phương nam, tứ lục văn xương đến phương bắc, ngũ hành đại sát đến tây nam, lục bạch đến phương đông và thất xích phá quân đến đông nam. Một số cát tinh mang lại vận may và một số hung tinh khác thì mang lại những vận rủi ro và từng phương vị, ảnh hưởng lớn đến cát và hung của gia chủ. Chi tiết về các hung vận khí của từng hướng và phương vị, anh chị theo dõi và luận bàn cùng với Phong thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Vận khí hướng nhà thứ năm chúng ta bàn tới ở đây đó là nhà hướng Bắc. Nhà hướng Bắc có giải độ từ 337,5 độ cho đến 22,5 độ. Năm 2019 này, hướng Bắc có sao tứ lục đáo đến. Đây là phương vị vốn dĩ của nhất bạch thủy tinh đóng quản, nên vào nuôi niên năm 2019 thuộc vận 8, tứ lục phối hợp với nhất bạch hợp thành cách cục văn xương đế tinh, cộng thêm sao thiên khôi nhập cung, đây là sao chủ về sự nghiệp, học hành và thuận lợi. Vậy nên với nhà hướng Bắc năm nay, vận khí đem lại rất nhiều sự thuận lợi cũng như mang lại những may mắn trong phương diện tình cảm cũng như học tập và giáo dục. Hơn nữa, ngôi sao này cũng là ngôi sao đại diện cho nghệ thuật và văn học. Những người ở nhà hướng Bắc và làm công việc hoặc trong lĩnh vực này, đây là sẽ là năm mà mang lại nhiều sự tốt lành và gặt hái được nhiều thành tích. Nếu con anh chị đang đi học đại học hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình làm trong lĩnh vực nghiên cứu, nghệ sĩ hay nhà văn thì hãy đặt bàn học, bàn làm việc tại khu vực này để có thể tận hưởng được những lợi ích của phi tinh đối với phương vị Bắc và kích hoạt học hành, sự nghiệp cũng như hóa giải yếu tố về đào hoa. Về phương án kích hoạt, với những nhà hướng Bắc, gia chủ nên treo một sâu nguyên lọc hoa mai ở trước cửa nhà, đồng thời đặt thảm trải lối cửa nhà màu xanh nước biển hoặc màu xanh lá cây để thủy sinh mộc, bổ trợ khí cho tiến lục mộc tinh và nhất bạch thủy tinh. Đồng nguyên lọc hoa mai, đây là một trong những vật phẩm đắc cách mà chúng ta nên lưu tâm sử dụng với lối thiết kế của năm đồng hoa mai, tượng trưng cho những điều may mắn và những điều vui vẻ của ngày xuân, ngày Tết. Năm đồng hoa mai mang cả yếu tố chiêu tài và hóa sát. Đối với nhà hướng Bắc năm 2019, chúng ta sử dụng sâu nguyên lọc hoa mai treo trước ở nhà và yếu tố động khí của nhà hướng Bắc thì sẽ mang lại những điều cát lợi dành cho yếu tố về học tập, sự nghiệp cũng như là yếu tố về tài tinh. Do năm 2019 này, mộc tinh của sao tiết lục kết hợp với thủy tinh của nhất bạch tạo nên cách cục văn xương đế tinh sẽ rất tốt cho những ai đang hoạt động trong lĩnh vực học tập, phát triển sự nghiệp nghiên cứu hay kể cả trong công việc liên quan đến doanh nghiệp tại cơ quan. Và với phương vị Bắc ở trong phòng khách, nếu có kệ tủ thì gia chủ nên đặt một chiếc tháp văn xương, đá đen và ngũ hành thuộc thủy tượng trưng cho trí, tức trí tuệ trong quan niệm về ngũ đức. Nếu không thuận lợi cho việc đặt đẻ thì gia chủ chúng ta nên có thể sử dụng một chiếc bút văn xương để có thể kích hoạt tại phương vị này. Với chiếc bút văn xương này chúng ta sẽ treo tại phương vị Bắc để kích hoạt cái phương vị mà sao tiết lục này đào đến.
Vì việc kích hoạt được Vịnh Bắc trong năm 2019 này sẽ cực kỳ tốt cho các thành viên đang hoạt động trong lĩnh vực học tập và cả về cả giáo dục nữa. Thì đây là hai vật phẩm mà các anh chị sử dụng tùy theo cái không gian thực tế của nhà mình, đó là đặt đẻ hay là tiến hành sử dụng treo. Chúng ta sẽ sử dụng tháp văn xương đa đen hay là bút văn xương, chúng ta tiến hành sử dụng sao cho thuận lợi. Như nhận định tương tự theo định long tam hợp phái của chúng tôi, năm 2019 Kỷ Hợi, trục xây dựng Bắc Nam rất thuận lợi cho việc khai sơn lập hướng và tu tạo sửa chữa, nhưng chúng ta hãy chọn tháng vượng để triển khai thì sẽ tốt hơn. Với nhà hướng Bắc bao gồm 3 sơn hướng là Nhâm, Tý, Quý. Các tháng vượng để chúng ta tiến hành tu tạo sửa chữa phương vị Bắc trong năm 2019 là tháng 2, tháng 7, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà kết hợp với năm tháng ngày sinh của các thành viên trong gia đình để có thể lựa chọn được ngày giờ đắc cách ta triển khai động thổ xây mới hay tu tạo sửa chữa. Chi tiết thì anh chị và các bạn có thể liên lạc lại ngay đến số hotline hiển thị trên màn hình, hoặc có thể để lại thông tin họ tên cộng số điện thoại cộng với câu hỏi cần được giải đáp ở dưới phần bình luận, thì đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên sẽ liên lạc lại ngay với các anh chị để tư vấn một cách cụ thể và chi tiết nhất. Xin cảm ơn.